Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình SBTN Washington DC. Kế tiếp, Quý Châu xin gửi đến quý vị chương trình buổi lễ tảo mộ mùa thu lần thứ 3 do Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt và Cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức ngày 24 tháng 9 tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, Virginia do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Xin mời quý vị theo dõi. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị, hôm nay là thứ bảy đầu thu, Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt cũng như cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn có một buổi lễ tảo mộ mùa thu tại Nghĩa trang Quốc gia thành phố Arlington, Virginia. Ngày 24 tháng 9, thứ bảy đầu mùa thu, có những cơn gió nhẹ và bầu trời mây xám thật buồn. Một buổi lễ tảo mộ mùa thu lần thứ ba đã bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, Virginia. Được biết vào năm 2014, với sự khởi xướng của cựu đại tá Vũ Văn Lộc, ông nói sau 50 năm chiến tranh Việt Nam, đây là lần đầu tiên những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và hai chiến sĩ quân nhân Mỹ gốc Việt đang an nghỉ ở Nghĩa trang này. Và đây là một ý nghĩa rất đặc biệt cho tất cả chúng ta và cho thế hệ tương lai. Năm nay có sự hiện diện của Thiếu tướng Lê Minh Đảo, cùng với hơn 100 quân nhân Mỹ gốc Việt, các cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia. Đây là những xác đồng đội của mình, phục vụ xác của quân đội Mỹ. Ta trộn lẫn với nhau và chôn về đây. Để thấy rằng ở trong cái chiến tranh Việt Nam vừa qua của chúng ta đó, quân đội Hoa Kỳ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã chiến đấu sát nhau. Họ là những người nói cùng một cái tiếng, cùng một tần số, chứ không phải những người chính trị mà là họ không có thua. Chúng tôi không có thua ở chiến trường, nhớ như vậy. Chúng tôi thua ở Paris, thua ở Bắc Kinh, thua ở Washington, đặt tên hiệu. Mình không có định đoạt được cái số phận của nước Việt Nam của mình. Và như kiểu, tình đặt chiều thôi. Nhưng mà tình của những người lính với nhau đó, lính Mỹ và lính Việt Nam sát cánh dài kề vậy, không, nó bốc gì. Đó. Luôn luôn trái tim của mình vẫn giữ đến 58.000 người lính đã tử trận vì đất nước, và họ cũng nghĩ đến số phận hãm hiu của nước Việt Nam của mình. Đó, đồng cảm với nhau là như vậy. Hôm nay chúng ta đến đây chú ý nhớ rằng chính trị nó có đặt, nó có chút chuyện đó. Nhưng những người lính thì lúc nào cũng chung hết. Người lính chỉ có tiếng nói thôi, tiếng nói người lính là gì? Tổ quốc và nhân dân của mình. Thiếu tướng Lê Minh Đảo và tất cả đã đi thăm ba giải mộ. Đặc biệt một ngôi mộ đã có tên của bốn tử sĩ, một người lính Hoa Kỳ và ba tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả đều tử trận khi một chiếc trực thăng đã gặp nạn, khi đang tham gia mặt trận vào ngày 18 tháng 10, 1965. Gồm có bốn tên Larry Allen Thorne, Bùi Văn Lành, Nguyễn Bảo Tùng và Phan Thế Long. Hai quân nhân Mỹ gốc Việt đã hy sinh tại chiến trường Iraq. Đó là mộ của tử sĩ Lê Ngọc Bình và Alan Đình Lâm. Không có sự hy sinh nào cao cả hơn là sự hy sinh chính mạng sống mình cho người khác, cho người mình yêu, cho tổ quốc của mình hay là cho cộng đồng. Thì trường hợp điển hình ở đây thì anh chị em Lê Bình, Alan Đình Lâm là mới 20 tuổi mà đã hy sinh cho ở bên chiến trường Iraq. Cũng cái chiến trường Iraq này, 3 năm sau đó, sau khi anh hy sinh, chính tôi và thiếu tá hải quân Trinh Phan cũng qua thăm chiến bên đó. Thì như vậy là quý vị và các chú các bác cũng thấy là người Việt Nam rất là hãnh diện, đã có những người con yêu yêu quý đã hy sinh mạng sống của mình ở ngoài chiến trường, không những là chỉ để bảo vệ cho hòa bình của nước Mỹ mà bảo vệ cho hòa bình cho cả các nước đồng minh của chúng ta trên toàn thế giới. Anh Chris Phan sẽ có vài lời nói về Lê Bình. Good morning, everyone. I'm so honored to be here. I'm Lieutenant Commander Chris Phan, and it's my honor and privilege to stand here and talk to you about our brother. Sau đó, Thiếu tướng Lê Minh Đảo cùng với 22 người có mặt trong buổi tảo mộ mùa thu đã tham gia một cuộc hít đất 22 lần. Theo lời Trung tá Tuấn, từ 1978 đến hôm nay, trung bình mỗi ngày, 22 người chiến sĩ Hoa Kỳ đã tự sát. Và việc làm này để nhắc nhở những anh em trong quân đội Hoa Kỳ họ không bị bỏ quên.
Được biết nghĩa trang quốc gia Arlington là nơi an táng của hơn 290.000 người, trong đó phần lớn là các binh lính, sĩ quan hoặc cựu chiến binh của quân đội Hoa Kỳ. Các binh sĩ Hoa Kỳ vô danh tử trận trong chiến tranh Việt Nam. Buổi lễ chôn cất cũng được tiến hành vào ngày 28 tháng 5 1984 với sự chủ tọa của Tổng thống Ronald Reagan. Bích Phượng tường trình từ nghĩa trang quốc gia Arlington, Virginia. Cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay, Quý Châu xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Tiếng Nói Cử Tri của Jackie Bong về 84 triệu khán giả xem tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và bà Clinton tại Đại học Hofstra, New York. Jackie Bong xin kính chào quý vị. Chúng ta bàn về 84 triệu khán giả xem tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và bà Clinton. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống được diễn ra trong vòng 90 phút tại Đại học Hofstra, New York, ngày 26 tháng 9, dưới sự điều hộp của ông Lester Holt của đài truyền hình NBC. Ông đưa ra ba đề mục chính cho cuộc tranh luận. Thứ nhất là vấn đề kinh tế, thứ nhì là về an ninh, và sau cùng là vấn đề kỳ thị. Có lối 84 triệu khán giả theo dõi cuộc tranh luận hào hứng này. Về kinh tế, ông Trump đổ lỗi cho các hiệp định thương mại NAFTA trật hướng của Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Clinton, làm cho nước Mỹ càng nghèo nàn thêm, nợ chồng chất và công ăn việc làm bị thất thoát. Ông tố là bà Clinton flip-flop, thay đổi về TPP, cho hiệp ước thương mại này là cây thước vàng, rồi sau đó thì chống lại. Bà Clinton nói là các hiệp ước đã đem lại nhiều công ăn việc làm và giảm thất nghiệp. Bà cam kết bà sẽ gia tăng đầu tư và sẽ tăng 10 triệu việc làm với tiền thế khổng lồ của các nhà giàu phải đóng cao hơn. Bà Clinton cũng tấn công ông Trump, giấu không bạch hóa hồ sơ thuế vụ, cho là các tài phiệt trốn thuế như ông không đóng thuế một đồng xu nào. Ông Trump trả lời là ông khôn ngoan không đóng thuế. That makes me smart. Ông tố lại bà về 33.000 email đã bị xóa trong cuộc điều tra về bà sử dụng hộp thư cá nhân của bà vì đó là một điều xảo trá. Bà chấp nhận đó là một lỗi lầm mà bà chịu trách nhiệm. Nửa giờ đầu cho thấy một bà luật sư tài năng thận trọng tự biện hộ những lỗi lầm và một ông bán hàng xuất sắc vượt qua nguyên tắc và truyền thống, miễn sao ông bán được hàng có những lợi to cho phần ông là được. Về an ninh, bà Clinton nói là ông Trump ca ngợi Tổng thống Vladimir Putin và cho là Nga ăn cắp, dùng tin tặc, tấn công nhiều cơ sở công và tư của Mỹ. Bà tố ông Trump còn kêu gọi Nga nên hack, tấn công thêm nữa vào các cơ sở của đảng Dân Chủ và cho đó là một điều không thể chấp nhận được. Bà nói ông Trump không xứng đáng với vị trí chỉ huy. Nhưng ông tự đánh giá cho ông là người có tư cách của một người thắng cuộc, giỏi hơn bà Clinton nhiều. I have the best temperament. Ông Trump cho là bà Clinton suốt đời chống ISIS, quốc gia khủng bố Hồi giáo, mà không chặn chúng được nên chúng đã bành trướng đến 30 quốc gia trên thế giới. Bà trả lời là bà có chiến thuật hợp tác và phối hợp với các nước Hồi giáo để chống lại khủng bố, chứ không phải như ông Trump đòi đuổi người Hồi giáo ra khỏi nước Mỹ, làm cho họ càng chống đối thêm nước Mỹ. Theo chính sách đó, bà nói ông Trump không thể nào chiến thắng được khủng bố. Bà còn cho là ông Trump đòi bỏ rơi NATO, khối Bắc Đại Tây Dương, vì họ không chia tiền với Hoa Kỳ để bảo vệ an ninh cho họ. Bà tuyên bố là chính NATO đang hợp tác với Hoa Kỳ để chiến đấu chống các nhóm khủng bố. Bà cũng cho là ông Trump đòi nước Nhật và Nam Hàn phải chế tạo bom nguyên tử để tự vệ. Bà cho đó là một ý nghĩ rất nguy hiểm. Bà chứng minh là đã thương thuyết rất nhiều năm mới ký được thỏa hiệp với Iran, quốc gia Hồi giáo Ba Tư, để họ không hoàn thành bom nguyên tử nữa. Về vấn đề kỳ thị, thì ông Trump
nói người da màu bị đảng Dân Chủ lợi dụng để lấy phiếu và bỏ rơi họ. Còn về phần cảnh sát da trắng bắn người da màu, thì ông đề nghị thiết lập lại luật pháp. Bà Clinton thì muốn cải cách tư pháp, có liên hệ mật thiết giữa cộng đồng và cảnh sát nhiều hơn để tránh hiểu lầm và bắn lầm. Bà cũng muốn cải cách việc mua súng đạn bừa bãi, đòi phải có kiểm tra lý lịch. Bà cũng trách ông Trump kỳ thị chủng tộc, buộc Tổng thống Obama phải đưa ra giấy khai sanh, chứng minh ông sanh ở Mỹ, chứ không phải sanh tại Kenya ở Phi Châu, nơi cha ông Obama sanh trưởng. Gần 8 năm trời, ông Trump vừa mới chấp nhận trong tuần qua ông Obama là người Mỹ chính cống. Bà cho là ông Trump sỉ nhục tổng thống của một cường quốc và kỳ thị người da màu. Hơn nữa, ông Trump đã bị tòa phạt khi ông không cho người da màu mướn phòng ốc trong chung cư của ông. Đánh giá cuộc tranh luận này, ông Trump thắng khi thảo luận về kinh tế và kinh doanh, hai vấn đề then chốt của ông trong 25 phút đầu. Nhưng sau đó, bà Clinton đưa bẫy cho ông cắn, đẩy ông vào thế kẹt, làm ông không còn tự chủ được nữa, nói trật những vấn đề. Ông Lawrence O'Donnell của đài truyền hình MSNBC nói ông Trump là một người bốc đồng, impulsive và không tự tin, insecure. Trong suốt 90 phút, ông Trump cắt lời bà Clinton tất cả là 50 lần và mất phiếu với cử tri phụ nữ cũng như cử tri thiểu số và làm các quốc gia trên thế giới không tin tưởng ông Trump xứng đáng là một nguyên thủ quốc gia. Chúng ta chờ xem thêm hai cuộc tranh luận sắp tới giữa hai ứng cử viên tổng thống Trump và Clinton. Jackie Bong xin kính chào quý vị. Tưng bừng kỷ niệm đệ nhất chu niên Teletron Washington DC Eden Center Đài Hà Giác từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9, chảo QED Korea, bình cách nhiệt, nồi cơm điện 10 khớp, máy bắt cam chỉ có 1 đồng cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày. Thứ Bảy ngày 17 tháng 9, từ 1 giờ đến 3 giờ chiều, Washington Redskins Cheerleader sẽ biểu diễn nhảy múa, chụp hình lưu niệm và ký tặng poster miễn phí. Chủ nhật ngày 18 tháng 9, từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, chương trình nhạc hội hoàn toàn miễn phí với nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng Hương Lan, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Nguyên Khang, Diễm Liên, Thanh Lan, Nguyễn Hồng Nhung, Gia Huy, Hương Thủy, Mai Thanh Sơn, Trúc My, Huỳnh Phi Tiễn, Danh Hài Hồi Tâm, MC Trần Quốc Bảo, Giáng Ngọc, Lina Nguyễn. Inada Melcoche làm tại Nhật 183 đồng mỗi tháng, trả góp 450 tiền lời. Nệm Tempur-Pedic, nệm Maniflex 100% Italy, chỉ đấu lưng 2.999 đồng, tặng bộ giường 1.500 đồng. Bàn ăn giường ngủ Sofaya Made in Italy, 35% off tặng TV. Teletron Watson DC 703-237-8999. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của SBTN Washington DC xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.